Cô giáo mầm non mặc váy ngắn đi dạy học phản pháo khi bị phụ huynh ý kiến. Tôi mặc như nào là quyền tự do của tôi, với cả tôi cũng chưa thấy bố học sinh nào ý kiến cả. Xã hội ngày càng phát triển thì tốc độ rút ngắn của váy cũng nhanh không kém. Nếu như ngày xưa giáo viên thường xuất hiện với trang phục áo dài kín đáo, thì giáo viên thời nay lại thường xuyên xuất hiện với những trang phục thoáng mát hơn rất nhiều. Điều này khiến nhiều phụ huynh lo ngại sẽ có ảnh hưởng xấu đến việc học của con mình. Điển hình là vụ việc các phụ huynh ở một trường mầm non ở Trung Quốc đã góp ý với hiệu trưởng, yêu cầu các giáo viên không được phép mặc váy quá ngắn khi tham gia công tác giảng dạy ở trường. Một cô giáo đã phản pháo điều này với lý do thời buổi tự do, các cô ăn mặc như thế nào là quyền tự do cá nhân, phụ huynh không có tư cách can thiệp. Cô còn đưa ra bằng chứng là suốt mấy năm giảng dạy, chưa thấy bất kỳ ông bố của học sinh nào ý kiến gì về việc ăn mặc nên đây chỉ là bức xúc của một số ít các phụ huynh không thể đại diện cho hội phụ huynh học sinh được. Điều này khiến hiệu trưởng cũng phải gật gù ngẫm lại vì đúng là chỉ có các mẹ phản đối chứ đến ngay cả bản thân ông cũng như các ông bố khác đều ủng hộ mùa hè nên mặc thoải mái một tí cho nó mát và không hề có bức xúc gì.